Giới thiệu các bạn, hôm nay mình cắt giật cái cây hoa giấy này nhá. Dáng ổn chưa các bạn? Các bạn, hôm nay em tiếp tục xử lý cái tác phẩm hoa giấy này của em nhé, gốc phôi. Sau nửa năm rồi không kiểm tra, hôm nay ra xem nó tốt quá, tiến hành cắt. Bây giờ là đang là cuối tháng 9 rồi, cuối tháng 9 dương lịch rồi, mùa thu rồi, mát trời cho nên em sẽ quyết định cắt để làm tay nhé. Đấy, đây này. Đây đã cắt một nửa rồi đây các bạn. Lúc nãy nó rậm kín luôn, chở một xe rùa đi rồi. Cái tay mình vặn cho nó rích rắc để nó lớn thì nó không lớn, mà nó lại vọt lên những cái cành ở trên, không trông được, cho nên là những cái tay vọt nó mình không bẻ bỏ để nó phóng lên, sợ quá. Đấy, gốc này to lùn lực lắm các bạn ạ, nuôi cố lấy vài năm để cho lên chậu, cho nó to lên chậu, thấy chưa? Các bác xem. Đây cho các bác xem cái gốc này. Tí nữa nó mới lộ thiên ra. Đấy. Gốc khủng luôn. Đấy. Đây cái tay này. Cồn đẹp thế. Tay ra cồn rất là đẹp. Cái bộ trên này các bạn. Đấy. Cái nuôi bay rích rắc ra, tương đối ổn rồi. Bây giờ em cắt tiếp nhá. Lúc nào cắt xong thì sẽ quay tiếp cho các bác xem. Các bạn nhìn thấy lộ cái gốc ra chưa? Định nuôi cành, tay cành thêm nữa, nhưng mà thôi cắt dần. Cắt bé bé này sau này cho nó liền sẹo cho nó nhanh, cho nó đẹp. Đấy. Gốc lùn lực khủng luôn. Nhìn đã. Đây mình mới cắt thô nhé. Tí nữa mình mới quay vào cắt. Cắt thật, cắt xịn. Giờ cắt thô đã. Đấy. Nhìn cái đó quả uốn này. Đẹp chưa? Đấy, lên rích sắt bông tay. Cây này tương lai hơi bị tuyệt vời đấy các bạn. Quả gốc phôi này quá đỉnh luôn. Đỉnh của đỉnh. Đây là cắt thô xong rồi nha các bạn nhá. Đấy. Đã tiến hành một bước cắt thô xong. Cây này nếu mà ai thích chơi tán ô thì đã xong rồi. Nhưng mà mình làm chơi, mình làm thành cây bonsai cắt giật nhá. Bonsai cắt giật cho nên là mình phải làm nó khác kiểu đi. Đấy, các bạn thấy phê chưa?
về những con tê tê. Quá đỉnh luôn. Đẹp thế. Tác phẩm quá là ưng ý. Thế là cắt thô xong tác phẩm hoa giấy các bạn nhá. Tí nữa mình sẽ cắt thu lại nữa, thu cành lại nữa chứ không để lều nghều này. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Tác phẩm quá con nuột luôn. Đấy, đây các bạn nhìn tay này, tay bung đều hết nhá. Tay bay đều hết ra. Tay này. Đấy, đây là ngọn nhá. Đấy, cổ ngọn này. Đây một cái tay bay sang bên này này. Ô, cây này nó có cả cái nấm này. Nấm to chưa? Ủa. Nấm to cứng ngắc à. Đấy. Đẹp thế. Đúng là mỹ mãn thật. Quay cái video để sau này ngắm lại cái thời gian mình làm như thế nào. Đấy. Cây quá đỉnh luôn. Này nó lên cái ang khoảng mét. Ang 1 mét thì tán cho nó cân đối với cái tán thì đẹp tuyệt vời. Đấy, quay sát lại cái mặt chiều này cho các bạn xem này. Thấy chưa? Quá đỉnh luôn. Đấy, sau khi mình hoàn thiện cái việc cắt thô nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt giật, cắt thu cành nữa gọn cho cái chỉnh cho nó đúng hướng cái cây hoa giấy này. Tán của nó bây giờ nó đang tương đối là đi theo đúng hướng của mình rồi. Bây giờ mình chỉ cắt thu lại thôi. Cắt thu ngắn gọn lại đấy các bạn xem. Thấy chưa? Mình sẽ quay một vòng tròn cho các bạn xem nhá. Đấy. Quá là đẹp luôn. Đây này, ví dụ cái này bây giờ thu ngắn, thu ủa kiến. Bây giờ thu ngắn lại đây. Đấy, ngắn lại. Đấy, những cái tay này có ngắn lại hết này. Ngắn. Wow, đẹp quá. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt thu nhá các bạn xem nhá. Quay sát vào này. Đấy. Cắt thu lại nhá các bạn nhá.
mình chuyển chuyển cái ngọn này sang đây. Ôi, con kiến này à? Được chưa? Mình chuyển cái ngọn sang đây các bạn. Đây, mình bỏ cái này đi, bỏ thằng ngọn này. Ngọn này nó đơ quá. Đơ quá, cắt bỏ. Chuyển lại. Đấy. Đấy chưa? Chuyển ngọn sang đây, bung đây. Cắt tiếp. Và cái cắt này sau này khi nó ra mầm có khi lại phải chỉnh lần nữa. Để theo cái ý mình. Đi mầm theo ý mình đấy, chuyển lắc phát đây. Quá đẹp luôn. Cái này bỏ đi. Này là nuôi cành thở để nó phình cái cổ này ra đấy các bạn. Cho cái cổ nó to ra. Bây giờ thì tiện thể là cho bung lụa luôn. Cái tay này nó đang bò đây đây đi. Hạ thấp cái này xuống. Đó. Cái này xong là bật mầm ra đây. Chỗ này ngắn thêm tí nữa. Đấy. Này nó mới rụt rịt các bạn. Sau này nó mới rụt rịt mới đẹp được. Không này thế cho ngắn lại. Đây. Cho ngắn lại. Chỗ này là làm bông rồi nhá các bạn nhá. Mình bỏ vào cái cành dưới đi. Đấy. Cành dưới nhìn cho được cân đối. Ông này chắc đúng ở đây thôi. Đấy. Về chưa? Lúc cắt thì ấy còn 6 không cần. Thằng này thì nó bay ra đây quá, thu vào đây. Thằng này hiện tại đây nó đang bay ra đây quá, chỗ này đã có bay đây rồi. Nên có thể cái này thì thu vào đây thôi. Em thu đây. Đấy. Sang đây. Rồi cái tay này đây, cho đây thôi. Ngách lên lên cái cao. Đấy, chỗ này nuôi bay ra đây. Thôi em quay xa ra cho ca quay cả anh đi. Đấy, cái này ngọn vụt sang đây. Đấy, bây giờ cắt bỏ cái này. Tất cả những vết cắt này là chiều là phải ấy nhé các bạn nhé. Chiều là phải bôi keo. Keo liền sẹo. Chỗ này nó bay ra đây dài quá, có thể cho một cái cành phụ ở đây nên mình cắt ngắn rồi. Cắt lên đây. Đó. Đây để cho một cành nhỏ xích sắc ở đây che cái khoảng này. Đây sẽ sang cái bộ này.
dài ra quá này, thu lại. Bông bên này là tương đối xích chắc ổn. Đây, thằng này nó đang dài quá các bạn. Cắt vô, cắt ăn ở đây. Mình cắt đây mình làm bông luôn đây mà. Nó ra bông đây luôn. Chứ không cho nó tay nó dài ra nữa. Tay dài liều nghề quá. Đây, cái thằng này thì cứ để thả rồi nó đấy rồi. Đây có cái ông này cứ để thả như thế này. Cái ông này. Ông này thì dưới có cành buông rồi cho nên là ở trên xử bỏ đi. Không cho nó buông rồi nữa. Đây là ra đây luôn. Đấy. Tương đối ổn đấy quý vị. Thôi chà, một cái này đấy, chúng ta lưu ý là sau là không cho bọn mầm nó lên lung tung, nó lên lung tung là nó phá hết cây và nó hết cây của chúng ta. Đây cái bỏ cái này, lấy thằng này thôi kệ, lấy hai. Đây. Rồi. Đây. Xin chào. Các bạn xem kênh nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn rất là nhiều.